Hello. Thanh Tính xin chào anh em nha. Hôm nay mình mới về được hang Barbie ha. Lên clip cho anh em xem ha. Barbie đen rất là đẹp anh em. Con này đồng tiền nhẹ này anh em. Này mẫu đẹp lắm anh em. Anh em coi. Có sừng như này, F2 ha. Móng rồi. Con này nó chiều cao 1m lẻ anh em. Lưng rất là đẹp, lưng đôi ha. Con này thì đồng tiền rẻ nè, cổ cực kỳ luôn anh em, ba bên xì lì à. Gọn tiền ha. Đó. Ba bê giờ anh em kiếm cực lắm. Đít này, cực kỳ ha anh em. Đít rất là đẹp. Đít có khía này nuôi bự lên chút khoảng chừng tháng nữa là con bò này lên. Pin. Bò này cực kỳ pin. Lên vào độ lên. Giò cẳng thẳng, gan anh em. Bò này ở đây em bán 17 triệu rưỡi nha anh em. Như con kem kia là em bán 16 triệu rưỡi. Nó bằng kem kia anh em. Đó, anh em bắt một cặp. Tại vì ba bê lúc nào nó cũng phải mất tiền hơn kem 1 triệu. Là xét về cái mẫu mà... Cái mẫu á. Còn nếu như mà những con kem đổ thì nó giảm tăng. Nhưng mà tại vì mình mua... Cái quy tắc hồi đó giờ là ba bê nó vẫn mắc hơn con kem 1 triệu. Tại vì tin nó cấy vô anh em, cấy kem 300-350 nhưng ba bê là cái 400-450, có con 500 nữa anh em. Thích con này có khía cho anh em. Em đưa gần cho anh em coi ha. Này F2 nha anh em. F2 ha. F1 thì nó như cỡ này nó không có được giá tiền vậy đâu anh em. F1 mà ngay chỗ này nó có cục cổ, cổ nó dài dài lại lại ha. Là nó không được tiền vậy đâu. Nó rẻ hơn. Này đây, em ở đây không có bắt F1. Thích bắt F1 luôn. F1 dữ em bắt. Con này mẫu độ nha anh em. Nói chung ở đây bắt á lòng bò nhẹ tiền. Nhẹ tiền nhưng mà cái mẫu phải đẹp. Mẫu phải lựa mẫu anh em nuôi lớn thì nó vẫn độ bình thường. Nhưng mà nó nhẹ tiền ha. Thời điểm này ta bung người ta bán mấy bò nhỏ nhỏ này ha. Rồi qua Tết em thấy thì không có con bò luôn. Đâu phải con bò anh em nghĩ đâu phải ra có một nghé lẹ đâu. 3-4 tháng đâu phải như heo đâu. Bò là 1 năm mấy mới ra được một con ha anh em. Mà nhiều khi hên xui nha, đực thì đẹp. Đực đẹp thì được, còn được xấu cũng thua luôn. Còn hoặc là đẻ cái cũng rất quốc. Cực kỳ. Mềm 17 rưỡi anh em. Em này thì Barbie bông. Lưng nè. Đó. Bài bản bò này ha. Bò này 18 rưỡi anh em. 18 rưỡi ha. Chiều cao bò này 1m05. 1m08 anh em. Con. Bò này 1m08 nè. Hàng ngoài thì em sẽ quay những con nhẹ nhẹ tiền cho anh em ha. Bò này cặp ba mấy á, cặp 33, 32 không có à. Cặp 33, 34 thì nói chung là nhẹ tiền lắm, nuôi cỡ nào cũng lợi chứ. Nói chung là đường hơi dài chút. Rồi bên ngoài đẹp lắm anh em, cổ không rang anh em. Anh em coi nè. Cổ không rang. Rồi, con này thì vẫn 16 rưỡi anh em. Này thì đẹp toàn diện nè. 6 rưỡi, đang rụng lông, lưng đẹp. Con này bữa nó chạy cái chán một chút, chạy miếng da nè, nó khô lại nè. Chạy da một chút, mặt cực kỳ ngọt luôn không? 16 triệu rưỡi nè. Rất đẹp ha. Bò này nữa lớn lên vẫn độ bình thường, vẫn bò độ ha. 16 triệu rưỡi mặt cục này. Cổ nè, cổ chút xíu à, cổ ngắn cực kỳ ngắn không. Giò ha, giò anh em coi giò ha. Đó, gọn bò cái này với 3B là nâng cặp xứng bò lắm. Cũng như nói với ba bê là cặp có 34 triệu. 34 triệu. Con này thì 17 nè. Chiều cao này hơi nhích hơn chút. Con này 17. Lưng vẫn là lưng đôi. Nhưng mà con bò nó sát nó gọn hơn một chút thôi. Thì nó hàng 10 mấy triệu. Mặt đẹp. Bò này đang rụng lông rồi nè, vuốt cái lông bò này rụng tới lùng cụng luôn.
bò này đòn, đòn dài nha anh em. Có đòn, mặt đẹp lắm, mặt cực kỳ bò luôn. Bò mặt vuông nhất. Hình vít rất là đẹp. Chiều cao những con này nó rơi tầm khoảng 1m, từ 1m03 cho đến 1m05. Rồi em này thì 33 xám nha nè. Bị xám này, quên. Anh em biết sao mà xám này nó độ không? Anh em phát hiện nè. Em cũng mới phát hiện đây thôi. Trứng bự trứng nhỏ. Trứng bự trứng nhỏ nha nè. Màu lớn cực kỳ. Anh em thấy rõ ràng không? Những con này màu lớn cực kỳ nè. Bởi vì vậy em nói sao nó hiền khô à, nó không cổng gì chứ. Những con mà trứng bự trứng nhỏ hoặc là không một trứng nha, hoặc là không có trứng nào á, những con đó nó lẹ lắm, y hệt như mấy con bò thiến vậy đó anh em. Miền ngoài ta thiến á, lẹ lớn lắm mà thịt nó đẹp lắm. Con này đít, đít ơi là đít luôn. 17.500.000. Nếu mà con trắng nói với con này thì nó là 34.500. Với con kia nó hơi mắc chút nha anh em, con ngoài đó, con già ngoài đó đó anh em, con này nè. Đó. Thì con đó là nó hơi mắc chút tại nó pin lắm, nó dài nó pin. Trong tất cả dàn bò ngoài này á thì độ thịt nó là nhiều nhất, nó hơn tất cả những con bò này. Kế nữa là xám này. Kế nữa là ba bi đen. Kế nữa là hai ngày. Cái độ thịt đó. Hiện tại cái độ thịt đó, độ dày á anh em. Đây là đồng tiền gọn cho những anh em. Nói chung á là những con bò đẹp này nè, đồng tiền gọn này là anh em nuôi cả nào cũng lợi chứ. Nuôi nhưng mà đường hơi dài chút. Ví dụ như những con bò độ thì anh em nuôi tầm khoảng 1.5 năm, anh em xuất. Còn những con này thì anh em hơi dài hơn chút. Đó, hơi dài hơn chút, chừng vài tháng vậy. Biết không? Cực kỳ biến. Hôm nay thì có con bò đẹp, để em tắt video em đứng đánh cho đứng về em quay cho anh em xem ha. Rồi, ở đây thì chạy cũng báo giá hết trơn rồi. Anh chị em nào thấy hợp lý thì ok gọi cho em ha. Rồi, trong đây là ba con. Ba con này nó hơi lớn tiền nha. Em mua được một cặp kem. Trong đó có một kem xương lớn y hệt như con này vậy nè. Em còn gỡ nha. Có thể là chiều mai mới trở về hết em. Em xương lớn cũng chạm chạm thôi. Nhưng mà giá tiền à. Bò nào cũng dễ vậy. Nhưng còn ba bê mà cỡ này kiếm cực lắm. Không có đâu. Khó kiếm lắm. Lùm hết biết cái lùm. Bò cặp giò. Giò mạch chịu không nổi em. Những con này thì nó đầm tiền là phải 22.5. 22.5. Thì những con mà F1 á, anh em phân biệt ở F1 như chỗ này nè, nó có cục cổ nó bự lắm, nhưng cổ nó hơi dài hơn chút nha. F1 ít khi nào cổ ngắn, cổ nó dài hơn chút thì nó rẻ, nó rớt hơn tầm khoảng 2.000.000 đến 3.000.000 một con. F1 có gì á, tại vì cái con F1 anh em nuôi nó mà nó cứng cổ thì nó đâu còn lớn, còn con F2 anh em cứ nuôi nó bành cổ nó lớn hoài luôn, đồ thịt nó lớn hoài luôn anh em. Bò này hết biết ha, bò này mét mốt cứng anh em, lưng quá hợp tài cái lưng. Đây cái tay em bung hết ngang luôn nè anh em thấy không? Quá tài cái lưng này. Đít này khỏi coi ha, nhìn đít biết rồi ha. Nhìn tướng là biết đít này sao ha. Em này là đít mình chuẩn là đít muối, mà đít muối rất là đẹp luôn. Có những con đít muối nó sợi lúc, còn có những con đít gọn. Này. Rất là đẹp. Bò này cái đít nó khoảng 3.5 tấc. Lưng này. Mày tới bằng kèo rồi. Bò này đẹp lắm, trong mình nó khoảng 95 cái thịt là được phủ chắc luôn. Giờ anh thẳng rang anh em, coi nè. Cực kỳ đẹp. Con đó từ từ nó lên hình, cặp đen cực kỳ anh em. Đen mung mung cặp, đen mung mung. Bàn ba bê này hơi mất tiền hơn chút nhưng mà nó đẹp bò. Nuôi xứng đáng đồng tiền ha. Con nào con nói nó xứng đáng. Ăn rất là tốt. Ăn uống rất là tốt anh em. Uống rất là tốt ha. Lòng sát da mỏng ha. Con này đít thì toàn là đít quá đít luôn. Này thì chiều cao nó yếu 1m1.
giò cắn nó lành lặn sạch trơn luôn, không có cái một chút gọi là chày. Rồi tiếp con này, con này mới về ha, con này có sừng nha anh em, đít rất là đẹp. Đít nè, đít con này khoảng 3 tấc nè, tướng nè, giò nè, giò chân, giò gọn này, là những con này là lẹ lên lắm. Cổ nè, ghép hai nha anh em, nhìn cút kỹ, bò này có sừng, bò này có sừng nha anh em, có sừng nha, mẹ nó 3B luôn nha anh em, con này có sừng nha anh em, lòng sát. Mới về nha, F2 nha anh em, cổ thẳng ra ha. Con này thì lẹ lên cần lắm, tự nhiên nghe cho đó nó có cần rồi đó. Nó nhóm cổ rồi đó, nó lẹ lên. Đúng nó ngủng rồi, cực kỳ nha. Bò này đã không, cặp đã không. Ba con này trong đây nó mắc tiền nhất nha anh em. Như một cặp con bông này với con đen này nó là 45 triệu nha anh em, 45 triệu có 22.500 con à. Nó rất là mềm. Nó thấy đứt không? Đây. Đứt rất là đẹp. Cặp đen là tới bằng keo luôn. Bông, con này không bông ha, đen mung, đen thì nó mất tiền ha, nếu mà kem nó nằm gì nó phải rẻ hơn khoảng tầm khoảng 500, còn đen thì nó mất tiền hơn. Đó, quay sát cận người cho mình xem. Ba con này ha, ba này anh em, này thì giá là 22 triệu rồi tại chuồng nha anh em. Giò cắn nghiêm chỉnh bò ha, đẹp, bò mẫu cực kỳ ạ. Ba bê này mẫu tinh mới nè, chán nó dồ dồ nè, mặt nó nè, nè thấy ngóc cổ lên nè. Đó, nè thấy không? Chán nó dồ thấy dắt không? Rồi xin chào nhé. Chạy chắc có lẽ là chiều mai thì em sẽ về thêm một con bò. Con bò kem, cái giò nó kịch lắm, cũng bự á, bự bò. Nhưng mà hàng hai anh em à. Đó, thì cái hàng ngoài thì mười mấy thì nó có mấy con đó. Chứ con có mình đẹp giờ được kiếm đâu ra, nhỏ nhỏ giờ kiếm đâu ra. Con nó thì ăn rất là tốt ha, về ăn tốt. Con này mới về ha. Có một điều chia sẻ với anh em vậy, là thời điểm này hoặc là thời điểm khoảng hơn 10 ngày đến nửa tháng nữa, anh em con nào mà cứng cổ, anh em cứ cho sức, cứng cổ cho sức nha. Tại vì thường là người ta những cái lò người ta sẽ dựa Tết là tầm khoảng 20 là người ta nghỉ anh em, ta dựa tới 20 là người ta nghỉ rồi. Những cái trại bán cũng vậy thôi, em như là tầm em là khoảng 20 là mình ngưng này, đâu có bắt nữa. Thì anh em canh đừng có sát Tết quá nha anh em, bò mình vừa thôi ha, rồi mình xuất được rồi ha, rồi mình nhập vô, nhớ là phải nhập trước Tết nha anh em, nhập sau Tết là mệt đó, giá nha, nếu anh em nhập sau Tết là giá, nhập sau Tết là giá dữ lắm nha, tại vì bây giờ cái nguồn bò đực bây giờ nó rất là hút rồi, mà nó cạn bò, nói chung là cạn bò đẹp nhỏ giờ bắt hết rồi, cạn bò, cho nên là qua Tết là nó sẽ bảo đảm anh em là giá sẽ ngóc lên, thủ chắc một điều. Năm nào như năm đấy, năm nay cũng vậy thôi. Năm nào như năm nay. Đó, ba con này thì em cũng báo giá rồi cho anh em, giá là giá tại chuồng đó. Nếu anh chị em nào mà muốn mua thì liên hệ cho em nha. Vì ở đây chạy không có xe nhà. Con này thì mới về, con này mới về thì la nhớ cha nhớ mẹ vậy đó, bữa hai hết ha anh em. Tại vì anh em ơi, anh em đừng có vội mà mình bán cái con bò cái của mình nha anh em. Anh em biết sao, thì con bò nếu mà nó đúng muốn đẻ được con mừng như thế này nó tầm khoảng 1.5 năm,
thật. Con bò tơ anh em gầy lên đi nhiều khi cả năm rưỡi hai năm nó mới được lên nọc. Rồi á là 9 tháng 10 ngày xong mà đẻ nghe được mình năm 5 đến 6 tháng nữa thì anh em thấy ra năm rưỡi chưa. Cho nên là cái lượng bò mà một năm rưỡi á, thì có khoảng cách một năm rưỡi á, nó mới có được con bò, chứ không phải nó ồ ạt như con heo mà ba tháng nó có như nè. Cho nên là anh em cứ nghiên cứu cái vấn đề cho nó hết, một bài toán kinh doanh ha, anh em phải tính kỹ cái đường để mình trước khi mình bán con bò mình nha.